We want you here, King Plaza, in downtown Seattle. The Vietnamese community is the plaza here. Phuc Lộc Thọ. Okay, come out and join us. Have fun. USA! 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 Committee member. I report to Laura Trump and Michael Watley. We had a meeting on Thursday, and we're so excited about the numbers. 2020, the early polling numbers were all Democrat. 2024, the early polling numbers, Republican. Not only think about we're going to win this election, an electoral vote, we actually think we're going to win the popular vote as well. The excitement and the change is here, folks. So, and to see the grassroots efforts of this, like Michelle Lee and Where's Patrick with the Turn Red Washington. This is how you make a difference in Washington State. But I think all of us, even in Seattle, are affected by the federal policies. Whether it be the open border that leads to the fentanyl, we see camping in the urban areas. Trump says we're not going to ban urban camping so we can actually clean up our streets, clean up the drugs, have law and order. These are all things that help all of our communities out. It doesn't matter what community does. These policies affect all of us. So it's just an honor to be down here with you today, to stand with you in the hardest, Rainier Valley here to show, and look at all the support we have. And so this grassroots, we're loud. You're loud here today, and they're going to hear us on election day. So keep push. Let's go win and take back this country and the state. For 24. There we go. 24. It's going to be a great cycle. We are going to make America great again. We are going to restore common sense. Remember, your government in D.C., in Olympia, in City Hall, they work for you. You do not work for them. Lower your taxes. Yes! Yeah! We love that! We're going to defend your right to carry a gun to defend yourself, to own property, to build a house, to protect your children. It's simple things. These are the things that make America and Washington and Seattle good. Yeah! Vote for the good. Yeah! Vote yes on the initiative. Say that with me. Vote yes. Restore the good. Yes. We will fix what's broken. Yes. We will make Washington great again. Yes. Thank you for being here. Thank you. Keep the flags flying.
Keep your voice loud. Go Trump. Go Trump. Go Dave Reichert. State around. Yeah. Keep it up. Yeah. Fight. 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 Have a great day. Xin kính chào mọi người. Hôm nay là tuần thứ tư mà cộng đồng Việt Nam của mình đã có hiện diện ở đây ở King Plaza, là khu Phước Lộc Thọ của Seattle, Washington. Và đây là những người bạn Mỹ mà họ tìm tới đây hôm nay. Tuy mà trời lạnh đồ này kia nhưng mà họ vẫn tới đây để mà ủng hộ Tổng thống Trump và cùng chung vui với lại cộng đồng Việt Nam của mình. Thì hôm nay có vài câu để hỏi mấy người bạn này nhé. So first of all, just tell us your name and how far did it take you, where you know you came up from, and how did you hear about us, and what is your message today? So my name is Mariah Sand. I came from Tacoma, and I actually heard about this from TikTok, my friend from TikTok, touching the truck, and from Turn Washington Red, my friend over there. So that's how I heard about you guys. And as being a Washingtonian my whole life, born and raised here, always been a conservative, like we have to be vocal and stand out and really be proud of who we are and not continue to hide in the shadows and get other people to know that like we're out here and we're proud to be American and we love everybody and yeah. Awesome, thank you. So tóm tắt là cái người bạn này đi tới Tacoma thì khoảng nửa tiếng ở đây, thì cậu có message là giống như là cậu rất là hãnh diện là cái người Mỹ, và cậu khuyến khích mọi người nên ủng hộ và nên nói lên cái tiếng là mình ủng hộ cái tiểu bang, là mình là cái người Mỹ, thì đừng có sợ hãi gì hết, thì cứ đi ra để mà ủng hộ và để mà giúp cái country của mình. Thì tóm tắt là như vậy. Thì bây giờ mình đi kiếm những người bạn khác nữa nha. Để how about here, this one. So this gentleman here is a reporter for the Vietnamese community. This is get broadcast all over the United States in the other Vietnamese community. So we just wanna, you know, have you share with us why you're here, who you are, and your message. Yeah. Well, so I'm the chairman of the King County Republican Party, Matthew Patrick Thomas. I'm also our state's Republican National Committee member. I work at the RNC. I report to Laura Trump and Michael Whatley. And what I'm here today is just to see organically a bunch of activists coming out in the heart of Seattle here in the Rainier Valley, which you typically wouldn't see Republicans. But I think the people in this valley are starting to see that the Democrat policies aren't working. The open borders leading to fentanyl coming into in our cities. We got crime out of control. We need to get back to law and order, back to a strong border. Back to caring about the communities. And so that's why we're here today, just to spread that message. And we're very excited about this election on Tuesday. I think that a lot of people are going to be surprised. And I think we're going to have a very successful election. And we're just here to help build that support and get that excitement going. Okay, ông nói rất là dài mà tiếng Việt của mình cũng không có giỏi lắm, thì tóm tắt để mà nói sơ sơ lại, ông này là chairman của cái quận King County này, mà hôm nay đó thì cũng qua cái lời mời của cộng đồng, ông muốn tới đây để mà lên tiếng, để mà cũng là giúp, để mà cùng hợp tác với cộng đồng của Việt Nam của mình ở đây. Và cái ông rất concerned về những cái issue giống như những cái về những cái border là cái ranh giới mà bây giờ rất là nhiều người tới không có hợp lệ, và những cái lo giống như là mấy cái crime issue là những cái mà không có trật tự ở đây, rất là nhiều người bị giống như cướp bóc đồ này kia đó, và ổng rất là những cái hôm thứ ba này đó là sẽ cái election, thì ổng rất là excited để mà coi những cái con số nó sẽ vô từ đó.
rất là nhiều. Mà hôm nay là mình tự mình bị bắt cóc tới đây để làm làm cái việc này, thành là cũng không có prepare, mà giống như hồi nãy nói đó thì tiếng Việt cũng không có biết nhiều lắm. Nhưng mà xin lỗi quý vị, thì bây giờ mình đi tiếp nha, những người khác, để coi những ông hồi nãy có ông chairman của nguyên một cái tiểu bang Washington này cũng có tới đây, để coi ông còn ở đây, hình như là ông đi rồi. It's Jim here. Yes, Jim, this gentleman here, and I got kidnapped into doing this, so I'm not a pro at this at all, but we'll do our best. So please just tell us who you are, why you're here, and you know, what is the message for us? Please share. This is broadcast through the whole United States in the Vietnamese American community. Oh, very good. Thank you, Michelle, for organizing it today. I'm Jim Walsh. I am a state legislator in Washington State, so I work in Olympia. But I also am the chairman of the state Republican Party here in Washington State. And we are a scrappy bunch. We're smaller than the other guys, but we fight very hard. This event today is for Trump in Seattle, in the city of Seattle, which normally does not like conservatives very much. But we are saying that we are going to be competitive in every part of Washington. Even Seattle, we are for Trump, and we are for conservative values. And you're going to see this year that even Washington, a very blue state, becomes more balanced, more even between the parties, and that's a good thing. Thank you, Jim, and thank you. You know, you're so busy, and for you to take your time to come out here, it means a lot to us, and it means a lot to our Vietnamese communities. You know, I wish there's more people like you. Not only you're busy with the legislator, but work there, but you know, also representing the Republican Party as our chairman. You know, that's a lot of work to on top of the other one. But for you to travel, I know, like 2.5 hours or so, right, to be here. So I appreciate it on the behalf of the Vietnamese community in Seattle. Thank you very much. Oh, Michelle, thank you. You're doing the hard work here. And I mean, Vietnamese people are hardworking people. They're good people. We want the government to respect the work you do and the businesses you build and the home you buy, and not be after you all the time for more, more, more taxes and more, more, more rules. So, quý vị thấy là đây là rất là nhiều người cũng ủng hộ với bóp kèn đồ này kia đó. Yeah, thì thank you again, Jim. Yes, thank you for your time. Jim USA! Jim USA! Một bác đại diện cho cộng đồng Việt Nam của mình ở Seattle để có vài lời chia sẻ cùng mọi người. Cảm ơn Michelle. Dạ, dạ, chú cầm đây đi. Cảm ơn Michelle. Dạ, dạ. Michelle nói mình là đại diện cộng đồng thì mình không phải là đại diện cộng đồng. Mình là một người... Nhưng mà lúc nào cũng thấy chú everywhere để okay. Giúp đỡ cộng đồng. Mình là một người tiêu biểu của những người có tâm huyết đối với Việt Nam tự do. Yeah. Có tâm huyết, và thứ hai có tâm huyết đối với đất nước Hoa Kỳ, bởi vì mình và con cháu mình bây giờ đang là ở Hoa Kỳ và đây là quê hương của mình và của con cháu mình. Vì vậy yêu đất nước Hoa Kỳ là phải ủng hộ cho Tổng thống Trump đắc cử trong 2024 vào November 5th sắp tới đây, chỉ còn 3-4 ngày nữa thôi ha. Dạ, 3-4 ngày nữa thôi. Mình là người đã từng, chúng ta là người đã từng tị nạn từ một quốc gia cộng sản, thì bây giờ không thể nào chấp nhận một government ở nước Hoa Kỳ này mà đang trở thành cộng sản. Đó là chính quyền của Biden và Kamala Harris. Vì vậy chúng tôi luôn luôn là ủng hộ Tổng thống Trump để loại cái socialist communist without United States for make America great again. Yes. Đó là mục tiêu của chúng tôi. Again. Yes. Rồi, cảm ơn anh. Yeah, thank you. Yeah. Jim USA. Jim USA. My wife is running for office, state rep.
Lori Tice, go state rep in the 32nd. Okay. Go ahead. Yeah. And she read online about the rally at the last minute. And I support Trump because I truly believe he sincerely loves this country. And that helps all of us. America is the last land of opportunity. I love this country. My grandfather and father went to war in World War II and in Korea. And I always respect that commitment and sacrifice that not only they made, but people that, like my great-grandparents, people from all countries that come here to find opportunity and prosperity for their children. Yes. And I support that across the board. So, and I'm a big, big supporter of peace and no war. So we didn't have Trump. We didn't have war under Trump. And I want to experience that again. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you. Tóm tắt, ông nói là vợ của ông là người ứng cử viên. Mà hôm nay ổng nghe về cái buổi rally hôm nay là trên mạng, và ổng muốn là tổng thống Trump thắng là tại vì tổng thống ổng rất là tin là tổng thống Trump thương cái đất nước này giống như ổng và giống như tôi đây, thành ra ổng chỉ muốn là bình yên, không có chiến tranh. Và với lúc mà tổng thống Trump ở trong office thì không có chiến tranh, thì ổng muốn như vậy. Dạ 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 cô ơi. Cô ơi, cho những người theo dõi mình trên mạng, tại sao cô tới đây hôm nay và cô có lời nhắn gì nhỏ nhỏ cho cộng đồng của mình hoặc là những người bạn ở xem cái video này không, cái broadcast này không? Dạ, cô cầm và cô nói sơ sơ về cô một chút, tên và cô từ đâu tới mà sao cái message, cái lời nhắn của cô. Dạ. Từ mình tới là theo mình ha. Message của mình đó hả, là trong van 25 24 25 28, four more years. I think nếu mà thắng là chưa. Eight more years. Yeah, message của mình là cộng đồng mình phải bảo vệ cái tự do cho đất nước, tại vì mình từ xứ mất tự do tới đây. Đúng rồi cô, dạ cảm ơn cô nhiều. Đúng rồi. Yes, đây là cái nước mà thứ hai của mình. Bây giờ mà mình mất cái nước này rồi mình đi ở đâu, vượt biển qua bên nào? Không có nước nào trên thế giới này giống như nước Mỹ hết. Thành quý vị, hôm nay mình còn có vài ngày nữa thôi để mà đi bầu, thì nhớ là bầu nha. Dạ. Bầu cho Trump và bầu cho những người đảng Cộng Hòa trong cái nước tiểu bang của mình. Nếu mình không biết ai đó thì just nhìn xuống cái lá phiếu của mình và just gạch cho những cái người mà có cái chữ OR á, là Republican Party, là đảng Cộng Hòa. Ok. Dạ, yeah, xin cảm ơn ạ. Ok, rồi bây giờ well, your name. My name is Christina Mitchell, but you actually she got me out. Yeah, but no, it's a good cause, and it's really nice to see that there's a lot of people that come together and support the same thing that we're trying to support. Like, you don't have to like the person, but it's just about knowing that it was better 4 years ago. Thank you, Christina. So cô này tóm tắt nói là làm nên đi bầu, và không có, mình không có, mình thích hay không thì cũng không, cái người mình muốn bầu cho thích hay không không vấn đề, nhưng mà mình biết cái gì quan trọng cho mình thì mình bầu cho cái người đó. Thì nếu mà các bạn đã trả nhiều thuế năm nay, hoặc là cái lạm phát nó rất là cao, đồ ăn đồ uống cái gì cũng cao hết, nếu mà cái đó nó ảnh hưởng tới gia đình của mình đó, thì mình bầu cho cái người mà trước đây nó mình không có phải trải qua những cái đó. Và mỗi lần mình đi đâu bây giờ đó, mình có feel safe không, mình có feel an toàn hay không? Nếu không thì mình nghĩ lại những cái nhiệm kỳ vừa qua đó, là cái tổng thống nào đã mình không có chiến tranh nè, mà bây giờ là những 4 năm nay là cái nhiều chuyện nó xảy ra mà không có tốt cho những người dân ở nước Mỹ này, giống như là của cộng đồng Việt Nam của mình. Ok, thank you very much. So look who we have.
have here, đây là một cái bạn chắc là nhỏ nhất ở đây nhưng mà very powerful voice, okay? Thành ra các bạn ơi, bây giờ mình nghe bé Lâm chia sẻ tại sao mà bé có tới đây hôm nay và bé có lời message or you know something you want to share with our friends online right now watching us. So go ahead, con. Say your name and how did you hear about this and why you're here. Any special message for the young people out there? So then the Lâm. Cái mommy daddy dẫn Lâm ở đây. He những cái reason là tại vì Lâm ủng hộ ông Trump. Tại sao con ủng hộ ông Trump nè? You can speak English if that's more comfortable for you. I know I'm not good at Vietnamese either, so just feel comfortable and share with us in English, okay? Yeah. So in the Trump administration, it has been like better than the Biden administration because look at the downtown Seattle. Look at the downtowns in America. There's so many like homelesses at Biden administration. Where's the tax money going? What else? Another thing is the border. There's a lot of illegal immigrants like coming to South America toward Mexico, like a lot of illegal immigrants. And yes, it's had such been a huge mess nowadays. Oh my gosh, you better teach me how to say those things. You are so good. So, tóm tắt là bé nói là những cái issue, những cái vấn đề mà mình cảm mà mình thấy là những mình cái border là cái ranh giới bây giờ nó không có an toàn và những người vô đây và những cái gì nữa là homelessness, right? Yes. And then những cái in which city, right? Yeah, even in this city. Exactly. Mà bé cũng nói tiếng Việt được nữa nhưng mà hôm nay bé muốn nói ngắn gọn thành bằng English thôi. Nhưng mà how old are you? Bao nhiêu tuổi vậy? 10, 10 tuổi. Có 10 tuổi thôi mà biết tiếng Việt, mà không những biết tiếng Việt mà chia sẻ mà còn chơi đàn rất là hay, right? What? Many instruments, right? And keyboard. Wow, very talented, 10 year old. Cảm ơn bé Lâm. Còn đây là phải chị của con không? Cho chị cái microphone đi để chị chia sẻ vài lời nha. Yeah, xin chào mọi người. Go ahead, con tên gì và con có message nào cho mấy bạn trẻ không và tại sao con tới đây để ủng hộ Tổng thống Trump nè? Tên con là Hoàng Anh, con là 15 tuổi và con là chị của em nhỏ này. For the young audience out there, you are getting brainwashed by social media because mainstream media wants you to believe certain things that Democrats want you to believe, okay? So the border issue has been a humongous issue with a bunch of illegal immigrants coming in. Vote Trump for a better economy and a safer society. My flag is in my face. Okay, go ahead, con. Yeah, con mới nói rồi. Oh, okay, right. Rồi con muốn nói gì nữa không hay là? Vote Trump. Don't get brainwashed by media. All right. Cảm ơn con. Và con bao nhiêu tuổi? Con là 15 tuổi. 15 tuổi. Ok. Rồi đây là có hai người bạn cũng tới đây hôm nay để mà ủng hộ cho Tổng thống Trump. Đây là Rosalie và cái chị đằng sau cầm lá cờ, có lá cờ đó là chị Jenny Trang. And hai chị cho đây là những người bạn Việt Nam đang coi trên online và khắp nơi trên nước Mỹ thì chia sẻ tại sao là hai chị biết là rất là bận nhưng mà có thời gian ra đây để có cái message nhắn nhủ hay là chia sẻ cho cộng đồng của mình không? Oh, bé cute quá. Go ahead, Rosalie. Em không có nói được nhiều tiếng Việt nha. So, I do, but it's easier for me in English. Okay, I think voting for Hillary and Biden is like... And Harris. Sorry, not Hillary. Harris. Harris. She's just going to follow Biden's steps, and that's going to further lead us into a country of socialism, which is a step away from communism. And in fact, I think it's already happening in our country. I'm tired of high groceries, high taxes, bad economy, and
I'm ready to just for change and back to Trump with better economy, better tax dollars, and we stand together as Americans, Vietnamese Americans. Yes. All right. Chị Trang, tới chị kia. Okay, các anh chị em Việt Nam của mình ơi. Và những ai đó nghĩ rằng là dân chủ sẽ đem lại lợi ích cho mình, 4 năm qua đã quá đủ rồi. Các quý vị có thấy những gì đã xảy ra trên đất nước của mình không? Quý vị có thấy là cái quyền tự do của chúng ta đã bị chiếm mất chưa? Đúng không? Cái quyền tự do speech and assembly was taken away slowly and slowly from here and in the school. And quý vị thấy nè, 4 năm qua Biden và Harris làm được cái gì cho chúng ta? Và tương lai sẽ như thế nào? Cái cường quốc Mỹ này còn là cường quốc nữa hay không? Quý vị hãy nghĩ xem. Bây giờ Hillary có cái policy gì ngoài cái reproductive right? Harris. Harris có cái gì ngoài cái reproductive right? Chưa biết phụ nữ có bị gì không, nhưng mà chúng ta đã thấy các em nhỏ đã bị giết chết, đúng không? Đúng. Cho nên á, có bao nhiêu là cái khác, mà trong khi á, bây giờ quý vị có thể ghét Trump, có thể là không thích Trump, nhưng mà Trump sẽ là người thay đổi cái nền kinh tế này, phải đúng không? Yes. Trump không phải là politician, đúng không? Trump is a businessman. Cho nên là đừng có bao giờ expect Trump phải nói những cái lời nói cho hay, nhưng mà hãy nhìn những gì Trump đã làm trong 4 năm của ông, và hãy nhìn đến những cái policy của Trump nói là ông sẽ làm gì trong 4 năm nữa, và những gì Trump đã hứa và Trump đã làm. Chúng ta phải bầu cho Trump trong vòng 4 năm nữa, quý vị ơi. Ai là cái người independent voter? Ai là cái người swing voter? Ai là cái người dân chủ nhưng mà yêu nền Cộng hòa? Đây là cái lúc chúng ta phải thay đổi nền kinh tế, thay đổi nền chính trị của chúng ta. Vote for Trump! Trump! Yes! All right, Trump! Vote Trump! Vote Trump! Trump! Wow, quá dữ dội luôn. Cái chị này chắc là mời chị đi ra ứng cử cho cái position nào ở tiểu bang này quá. Nói rất là hay và nói hết những cái vấn đề mình đang face ở trong cái nước Mỹ này, và rất là lớn ở ngay ở tại Seattle. Và có thêm một người bạn mới hôm nay nữa. Chị ơi, chia sẻ giùm hôm nay là chị nghe ở đâu về cái event hôm nay, và có những lời gì để mà cho những bạn mình đang coi trên mạng của mình nha. Để sao chị? Dạ, cái lý do mà em có mặt hôm nay á là tại cách đây mấy ngày trước, ông Joe Biden đã nói là tất cả những người ủng hộ cho ông Trump là ghét gớm. Okay. Cho nên em muốn báo cái thông điệp đây á, thà chúng em tất cả người Mỹ ở đây chấp nhận làm ghét gớm còn hơn là những người bán đứng nước. Và đây là cáo của em đã tưởng chính được người thật và việc thật. Yes. Đây là năm 2000, và đến năm 2004 mọi người đã đều thấy Trump đã chiến thắng trong lòng mọi người. Nhưng chỉ vì một lý do, đó là do hai người đoàn kết với nhau, một người có cái danh hiệu là gian lận và một người là gì? Ăn hại, đã hủy hoại nước Mỹ chúng ta. Cho nên đến lúc chúng ta cần phải lấy lại nước Mỹ, để cho nước Mỹ trở nên là như nào? Make America great again. Yes, make America great again. Yes, yes, yes. Trump, 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 Trump. Forever. Trump. Và chị Rosalie đây cũng có một chút đôi lời, cũng không những ở nước Mỹ và cộng đồng của mình ở Seattle, mà những cái lời rất là quan trọng để cho thế giới luôn. Tại vì ảnh hưởng ở đây sẽ ảnh hưởng tới nước Mỹ. Ảnh hưởng tới nước Mỹ là sẽ ảnh hưởng tới thế giới. Nếu mà quý vị nhìn xem thì trong những năm qua, hai trận chiến rất là lớn ở Ukraine và ở Middle East, tức là Israel và Do Thái, đều xảy ra trước dưới cái term của Biden và Harris. Nó xảy ra bởi vì nước Mỹ đó were no longer strong, không có còn mạnh nữa, nên thế giới người ta không có respect mình. That's the reason that we have war, and under their administration we're going to have a World War III. The only way to stop that, nếu mà quý vị muốn stop chiến tranh thì please go vote, and please go vote for Trump. Thank you. Em Lâm không phải là người bé nhất ở đây, mới thấy
bé nhất ở đây nè. Hi, so we have some friends watching online, and I noticed that I thought the little boy over here, 10-year-old, was the youngest, but I realized that you got your daughter here today. Can you share with us, you know, why are you here, and how did you hear about this, and any message for the people who are not voting yet? And what's your name, sweetie? Her name is Peyton. You look over there, honey. Her name just is say Peyton. Your name and okay. Say hi. Say hi and your name. Hi. My name's Peyton, and I'm voting for Trump, and I always speak. You all. We're voting for Trump and always be. We're go voting ahead. For Trump to keep men out you of wanna give, sports. Give that to your mommy? Give that to her. To play sports just like I did. And we gotta keep her spaces safe. Go ahead. Hi, my name's Heather. Definitely, I heard about this from Washington for Trump. So excited to be here today. But we're just trying to keep women's spaces safe. And we need Trump. We're trying to get the economy back, all that good stuff. So thanks. I'm glad to be here. You guys are awesome. Thank you. Thank you very much. So, tóm tắt cái người bạn ở đây nói là bà muốn bảo vệ cái quyền của nhất là có một đứa con gái ở đây là quyền của phụ nữ. Tại vì quý vị cũng biết rồi, bây giờ những cái luật mới đó là đàn ông có thể vô những cái phòng tắm hoặc là những cái phòng vệ sinh của đàn bà thì không có cần, họ không có, chỉ nói là bây giờ là họ đàn bà là họ có quyền như vậy. Thì quý vị mà có những con gái giống như cái người bạn này của mình đó, là tôi đây có tới 5 đứa con gái, những cái đó là rất cái sự rất là lo sợ sau này, tại vì họ vô đó rồi cái chuyện gì xảy ra, và cái luật mà cái luật mà pass để cho họ có quyền vô như vậy đó, thì các bạn có sợ hay là không? Đó là những chuyện nó đang xảy ra trên nước Mỹ này, những cái luật đó mà không có tốt cho gia đình mình, những cái lạm phát không có tốt cho gia đình mình làm lương không có lên, mà vật chất tiền rent, tiền gas, xăng, tiền everything lên cả double, thì quý vị nếu mà tiếp tục cái đà này là mình là sẽ không những người homeless mà mình cũng sẽ become homeless luôn. Thành please vote quý vị ơi, thành ra khuyên kích là mọi người đi bầu nha, đi bầu cho Trump và đi bầu cho những người đảng Cộng Hòa trong cái nơi mình ở. Cảm ơn ạ. Cái này là đã giúp đỡ trong cộng đồng, nhất là bên đảng Cộng Hòa là cả rất là lâu, cả 5 năm rồi, và cổ cũng là đại diện cho cái quận của cổ ở là you are currently holding a title of in your county, right, or your city, where tell us your name and what position you are holding and what message you have. These are the Vietnamese community friends across all over the United States. Here you go. Yeah, just talk. Okay, well, my name's Tracy Abel. I'm from Camano Island. I'm the president of the Republican Women's Club, and I'm also the vice chair of Island County. Is that all you want? And why are you here today? And how do you know about the event today? Because I brought my TikTok guy. Oh, okay. Just because we're going to stand in Seattle and support our Vietnamese American friends, right? We are into making change. And Michelle Lee was with me from the beginning. We've been marching, walking, and going because we're not going to give up. We are in it to win it. Right. In it to win it. I love that. Đi vô trận để mà thắng. Okay. Yes. I love that. We are going to win. Right. Go, Trump. Yes. Yeah. Thank you, Tracy. You're welcome. You know, we got friends online watching, and they're from other parts of the United States, and they just want to know, you know, let them know what's going on in Seattle, why you're here, and what any message you have for us, especially the election is coming up in a couple of days. Here you go. You want to hold this? Oh, okay.
I just want to spread a message for all Americans that we're here and they can't fraudulize this election because we're all out here. We're making it known that we are here and we are all Americans, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Anh này là làm video này để mà cho những người bạn Việt Nam trên khắp nơi trên nước Mỹ họ xem coi cái tình hình ở Seattle này ra sao. Thì hôm nay chú có vài lời chia sẻ là tên chú là gì, ở bao xa mà lặn lội tới đây để mà ủng hộ cái rally này, và đồng thời có những cái lời khuyên message gì nhắn nhủ cho cộng đồng của mình không ạ? Chú cầm, chú nói được không? Ok rồi, dạ. Chú tên là Trần Như Lễ, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tiểu bang Washington. Chú luôn luôn ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa vì Đảng Cộng Hòa có lập trường tương tự như ý tưởng của tôi trong quá khứ tại chính phủ miền Nam Việt Nam. Do đó, tôi muốn tất cả mọi người đều ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa. Bất cứ chức vụ gì, địa vị gì đều cũng có lợi ích cho chúng ta. Chỉ vài lời như vậy thôi. Cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn chú nhiều. Dạ, chú mà nhờ chú mà mấy tuần vừa qua dùng cái microphone này mà chú la hét lên rất là nhiều để mà ủng hộ cho Tổng thống Trump. Thành là tụi cháu cũng theo chú luôn. Thành á, nhớ nha, tuổi tác không thành vấn đề. Mình lớn tuổi mình cũng có thể giúp được những bằng cách của mình, ok? Dạ. Bây giờ kêu gọi anh em HO mình, kêu gọi anh em HO mình, kêu gọi tất cả những quân nhân, cựu quân nhân của anh em quân lực Việt Nam hòa mình nên đi bầu trong Trump. Dạ, dạ, dạ. Chú nói anh tên em, chú là về... Tôi là Phạm Văn Tiến, HO của tiểu bang Washington. Kêu gọi tất cả các anh em HO, cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa và tất cả những người Việt yêu nước và tất cả những người Việt chống cộng, hãy bầu cho Trump, vì Trump sẽ chống cộng. Không nên bầu cho Macarric bởi vì đó là socialist, cộng sản chính công. Chúng ta không nên bầu, chúng ta nên bầu cho những người chống cộng. Trump 24 28. Yes, thank you. Trump 24 28. Anh John ơi, tới đây để mình phỏng vấn anh với có vài lời để mà chia sẻ với cộng đồng, những cộng đồng khác, những cộng đồng Việt Nam khắp nơi trên nước Mỹ đó anh. Thì chào mọi người. Dạ, anh cầm này đi, anh nói cho anh thoải mái tên và cái lời nhắn gì không? Dạ. Hôm nay là ngày chơi rất là vui. Tất cả mọi người rất là hưởng ứng, rất là phấn khởi. Hy vọng năm nay chúng ta sẽ chiến thắng. Xin chào mọi người. Freedom, yes. Freedom. That's what we need, man. Freedom right here.
Ok. I see you again. Yes. Thank you for coming. Yeah, it's good, good, yes. Trump. Yes, I know. Do you love America? Yeah. Do you want to keep your money? Yes. Okay. Do you want your kids safe? Yeah. Let's go there. Yeah. Vote for Trump. Yeah. Vote for Trump. Trump